Đang phát sinh chào bạn. Sau đây là đang phát sinh giới thiệu các bạn cần Daiwa. Cần này bạn câu lục các bạn nhé. Mẫu này bản sản xuất năm 2019, phiên bản 20. Mẫu mới của Daiwa dành chuyên câu lục. Dòng này hơn dòng T3 chữ đỏ các bạn nhé. Hơn một chút. Đấy. Màu xanh ngọc các bạn. Bway suit TE3 4m25. Quay qua phần bên ngoài của cần cho bạn xem. Bway suit TE3 4m25. Đấy, mẫu mới của năm 2020 này các bạn nhé. Thông số của cần này, chiều dài 4m25, thu gọn là 1m17, 4 đốt, trọng lượng là 480g, nhẹ hơn tầm là đường kính ngọn là 26, đường kính gốc là 247. Đây là phần bên ngoài review. Tiếp phần bên trong các bạn xem. Cái bịt cần này hơn, nhìn qua cái bịt cần này là hơn cái dòng T3 chữ đỏ các bạn nhé. Chụp của nó là màu đen không thôi, chụp nó không thẩm hố cầu kỳ như dòng này. Đây các bạn, khuyên bác Fuji. Chụp đầu cần này cũng là Fuji các bạn nhé. Màu xanh ngọc rất hợp phong thủy màu xanh. Dòng này ngoài đa số là màu bạc nhưng mà dòng phiên bản mới nên đã có chút thay đổi về màu sắc. Ngoài khoen định vị đấy các bạn nhé, nhìn khoen bước định vị của nó nhìn rất sắc nét. Các bạn nhìn kia rất đẹp định vị. Đốt ngọn này định vị 2 điểm các bạn nhé. Vừa rồi review bạn này, điểm 1, đây điểm 2 các bạn này. Đấy. Đấy, bạn nhìn chữ Fuji đây bạn. Đấy, Fuji đây bạn. Nào. Khuyên gặp đây bạn. Đấy, bạn nhìn này. Chữ Fuji. Đây, Fuji ở khuyên gặp này. Màu xanh xoắn ngang một chút các bạn nhé. Đây. Đây, đốt là thứ hai từ gốc lên. Thứ hai góc lên đấy, HBF đây qua đốt review đốt gốc các bạn, đây các bạn bát Fuji của đây qua, bát này bát cao các bạn, câu lục thì hạ xuống, con nào câu bờ biển thì các bạn để nguyên.
xanh phối màu bạc. Đấy. Về quay sút D33. Đấy. Sút chữ đỏ các bạn. Sút con sinh model 2020. Sản xuất tại China. Nhập khẩu bởi Daiwa Việt Nam rồi nhé. Tem cảnh báo này. Cảnh báo không câu dây đường điện này, tem của nhà sản xuất và tem nhập khẩu của tem của Daiwa Việt Nam. Đấy. Rất nhiều tem. Bát và bịt chống nứt chống dập này. Bạn nhìn này, cái alo này 8 ly các bạn nhé. Alo đá của alo đấy các bạn ạ. Nên các bạn chơi dù là rất thoát. Đấy, biển bản này là bạn dùng các bạn câu dù rất ok. Cần này là nảy đầu cần. Các bạn rất nảy. Đấy, đá thiết kế đá to. Bạn chơi dù thì rất thoát thoát dù. Không bị bí bì. Đấy. Đặc biệt là mấy cái điểm nhấn của dùng cần này dùng câu dù đấy các bạn. Vừa rồi Hải đang vệ sinh đây giới thiệu các bạn cần Daiwa V-Way sút T3 4025 của Daiwa sản xuất nhập khẩu bởi Daiwa Việt Nam. Hải đang vệ sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang vệ sinh.